mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã qua đi, nhưng hậu quả nặng nề vẫn còn để lại. Nhiều vợ chồng không được làm cha, làm mẹ, nhiều người con sinh ra đã mắc phải những căn bệnh quái ác bởi họ chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của chất độc da cam. Để giảm bớt nỗi đau, chia sẻ gánh nặng cuộc sống đối với nạn nhân, từ nhiều năm nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể và đặc biệt là các cấp hội nạn nhân chất độc da cam đã cùng nhau xoa dịu nỗi đau này bằng những việc làm thiết thực. Ông Vũ Trọng Điếm ở thị trấn Ân Thi tham gia kháng chiến chống Mỹ những năm 70. Trong trận đánh Càn năm 1973 tại Phú Yên, ông không may bị nhiễm chất độc da cam. Sau chiến đấu trở về quê hương là thương binh hạng 3/4. Đôi chân ông không còn được nguyên vẹn. Điều đau lòng nhất là chất độc da cam không chỉ ngấm vào cơ thể ông mà còn di chứng sang cả các con. Sinh được 3 người con thì 2 người đều chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học này. Người con gái không được thực hiện thiên chức làm mẹ, còn người con trai tên Vũ Khắc Được năm nay đã hơn 40 tuổi bị bại liệt não. Việc ăn uống, mọi sinh hoạt hàng ngày của anh Được, ông Điếm đều phải lo. Đôi chân của ông đã yếu thì nay lại phải bế đỡ người con trai dị tật do chất độc da cam để lại. Tất cả phục vụ như đứa nhỏ mới sơ sinh, toàn bộ thuộc của bố mẹ. Cho nên điều này là rất là ái ngại về cuộc sống sau này đối với tuổi già chúng tôi và đối với bản thân cháu. Trong cái cuộc sống lúc này, chăm sóc cháu đến đâu được đến đó. Chứng kiến gia cảnh của bà Đào Thị Thoan ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, ai cũng xót xa thương cảm. Chồng bà là ông Lã Thanh Hà, sau khi xuất ngũ trở về, ông đã mang trên mình chất độc da cam mà không hề hay biết. Hai ông bà sinh được 3 người con thì cả 3 đều là nạn nhân gián tiếp của chất độc này. Trên mỗi người đều xuất hiện những u bướu khiến cơ thể không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây đau đớn. Nặng nhất là người con thứ 3, chị Lã Thị Tuyết, u to gây dị dạng ở mặt và lấp hết tai. Cùng với đó, việc sinh hoạt, ăn uống chị cũng không thể tự lập mà phải nhờ vào người mẹ trên 70 tuổi và người chị gái chăm lo. Mỗi em được xào 2 đất. Thế thì chỉ có chăn nuôi thế rồi là làm ruộng thôi chứ chả ai người ta mượn mà làm mà không có sức khỏe cơ. Em Huyền cơ cả, lúc nào nó cũng đau đớn. Đấy, còn em thứ 3 thì mới có từ năm ngoái mà lép hết cả tai. Cho nên cái cuộc sống của tôi lo nhiều. Toàn tỉnh Hưng Yên có gần 5.500 nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó số người bị nhiễm trực tiếp là trên 3.600, gián tiếp là gần 1.900. Đặc biệt, có 500 hộ, có 2 nạn nhân bị dị dạng, dị tật, 800 gia đình có 3-4 con là nạn nhân da cam. Chiến tranh qua đi nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu khiến bao gia đình khó khăn trong việc mưu sinh. Để xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân da cam, những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, hội nạn nhân chất độc da cam đã có nhiều hoạt động chăm sóc nạn nhân da cam. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, số tiền vận động giúp đỡ nạn nhân là trên 37 tỷ đồng, hỗ trợ gần 48.000 lượt người với nhiều hình thức hỗ trợ như tặng quà vào dịp Tết, bê sinh sản, vốn sản xuất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Bà Nguyễn Thị Thường ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm vui mừng vì năm 2020 được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ở trên ngôi nhà mới khang trang thì rất vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc và cảm ơn sự hỗ trợ của ban vận động chất độc da cam. Với vai trò là cầu nối, những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh, giúp đỡ các nạn nhân về vật chất và tinh thần, giúp họ vơi đi khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Thường trực tỉnh hội thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những cái nạn nhân có hoàn cảnh là khó khăn. Ngoài cái quà của lãnh đạo tỉnh, thì thường trực và Ban Thường vụ tỉnh hội đã quyết định trích quỹ tặng 400 xuất quà, 5 xe lăn là tặng một nhà tình nghĩa để góp phần là cùng với toàn đảng và toàn dân lực lượng vũ trang tỉnh cũng như là nhân dân trong tỉnh xoa dịu nỗi đau da cam.
hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam tại Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, mong rằng sẽ có nhiều tập thể, tổ chức xã hội nhân đạo từ thiện, các nhà hảo tâm tiếp tục có những nghĩa cử cao đẹp cùng chung tay xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.